Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vấn đề phát triển đảng là vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo của cách mạng của đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng. Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng thông qua ngày 19 tháng 1 năm 2011 và quy định số 45 QĐ-TU thi hành điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều khoản trong điều lệ Đảng. Thực hiện quyết định số 24 QĐ-HU ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Đảng bộ tỉnh Hải Dương, huyện ủy Tư Kỳ về chuẩn y kết nạp đảng viên. Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2021, được sự đồng ý của Đảng ủy xã An Thanh, chi bộ trung học cơ sở tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Hoàng Thị Luyến, giáo viên trường trung học cơ sở An Thanh, và quần chúng Phạm Thị Quỳnh Anh, giáo viên trường trung học cơ sở An Thanh, vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa các đồng chí, tới dự buổi lễ kết nạp đảng viên của chi bộ hôm nay, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào đón và trân trọng giới thiệu. Về phía Đảng ủy xã An Thanh có ông Phạm Xuân Tô, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư thường trực Đảng ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Về dự với buổi lễ còn có các đồng chí trong cấp ủy và đông đủ các đồng chí đảng viên trong chi bộ trung học cơ sở, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các đồng chí, thừa quyền của ban thường vụ huyện ủy Tư Kỳ, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Băng, chi ủy viên chi bộ trung học cơ sở, nên đọc quyết định kết nạp đảng viên. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Phạm Xuân Tô, phó bí thư thường trực, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy xã An Thanh, kính thưa các đồng chí đại diện cho ban lãnh đạo nhà trường, kính thưa các đồng chí đảng viên, thay mặt cho ban chi ủy trường trung học cơ sở An Thanh, tôi xin phép được đọc quyết định kết nạp đảng viên cho hai đồng chí trong buổi kết nạp ngày hôm nay. Đảng bộ tỉnh Hải Dương, huyện ủy Tư Kỳ, số 23 QĐ-HU Đảng Cộng sản Việt Nam Tư Kỳ ngày 30 tháng 8 năm 2021 quyết định kết nạp đảng viên. Căn cứ điều 4 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xét đơn xin vào đảng của quần chúng Phạm Thị Quỳnh Anh, xét nghị quyết ngày 9 tháng 7 năm 2021 của chi bộ trường trung học cơ sở, nghị quyết ngày 3 tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy xã An Thanh về việc đề nghị kết nạp quần chúng Phạm Thị Quỳnh Anh vào Đảng. Ban thường vụ quyết định điều 1 kết nạp quần chúng Phạm Thị Quỳnh Anh sinh ngày 30 tháng 5 năm 1985, quê quán xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Điều 2, chi bộ trường trung học cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí Phạm Thị Quỳnh Anh vào đảng theo đúng thủ tục đã quy định. Điều 3, ban tổ chức, văn phòng huyện ủy, đảng ủy xã An Thanh, chi bộ trường trung học cơ sở và đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban thường vụ, phó bí thư thường trực đã ký Vũ Xuân Đạt. Tôi xin phép được đọc quyết định số 2, Đảng bộ tỉnh Hải Dương, huyện ủy Tư Kỳ, số 24 QĐ-HU Đảng Cộng sản Việt Nam Tư Kỳ ngày 30 tháng 8 năm 2021 quyết định kết nạp đảng viên. Căn cứ điều 4 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xét đơn xin vào đảng của quần chúng Hoàng Thị Luyến,
xét nghị quyết ngày 9 tháng 7 năm 2021 của Chi bộ trường Trung học cơ sở, nghị quyết ngày 3 tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy xã An Thanh về việc đề nghị kết nạp quần chúng Hoàng Thị Luyến vào Đảng. Ban thường vụ quyết định điều 1 kết nạp quần chúng Hoàng Thị Luyến sinh ngày 25 tháng 10 năm 1981, quê quán xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Điều 2, chi bộ trường trung học cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí Hoàng Thị Luyến vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định. Điều 3, ban tổ chức, văn phòng huyện ủy, Đảng ủy xã An Thanh, chi bộ trường trung học cơ sở và đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban thường vụ, phó bí thư thường trực đã ký Vũ Xuân Đạt. Và tiếp theo tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Xuân Tô, phó bí thư thường trực, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy xã sẽ lên trao quyết định cho hai đồng chí đảng viên mới. Xin mời đồng chí Hoàng Thị Luyến và đồng chí Phạm Thị Quỳnh Anh lên nhận quyết định. Sức khỏe tất cả các vị đại biểu khách quý và chúc mừng hai đồng chí đã được vinh dự đứng bảng hàng ngũ của Đảng và mong rằng các đồng chí luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng cũng như là cơ quan giao cho. Một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe tất cả các đồng chí, xin được chân thành cảm ơn. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa các đồng chí đảng viên, tiếp theo chương trình ban tổ chức xin mời đồng chí Hoàng Thị Luyến, đảng viên mới lên đọc lời tuyên thệ. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Thị Quỳnh Anh xin lên đọc lời tuyên thệ. Xin trân trọng kính mời.
Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí trong chi bộ. Sau đây thì tôi xin phép được thay mặt cho ban chi ủy chi bộ trường trung học cơ sở An Thanh xin được quán triệt nhiệm vụ quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Hoàng Thị Nguyễn và đồng chí Phạm Thị Quỳnh Anh trong thời gian đảng viên dự bị. Xin mời đồng chí Hoàng Thị Nguyễn và đồng chí Phạm Thị Quỳnh Anh đứng dậy. Vâng, ngày vào đảng của đồng chí Hoàng Thị Nguyễn và đồng chí Phạm Thị Quỳnh Anh được tính từ ngày 9 tháng 9 năm 2021, chi bộ làm lễ kết nạp cho đồng chí. Sau đây thì một số điều mà nhiệm vụ của các đồng chí đảng viên, đặc biệt là hai đồng chí Phạm Thị Quỳnh Anh và đồng chí Hoàng Thị Nguyễn chú ý, trích từ điều 2 điều lệ đảng quy định đảng viên có nhiệm vụ: một, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều lệ của đảng. 2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách, tổ chức đảng, phục tùng, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với đảng, làm công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Điều 3, điều lệ đảng viên quy định đảng viên có 4 quyền: 1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, biểu quyết công việc của đảng. 2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. 3. Phê bình,
chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức, báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. 4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của đảng. Chi bộ giao đồng chí Nguyễn Thị Thoan tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí Hoàng Thị Nguyễn, giao đồng chí Phạm Thị Đoan giúp đỡ đồng chí Phạm Thị Quỳnh Anh trở thành đảng viên chính thức. Xin mời hai đồng chí ngồi xuống. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa đồng chí trong toàn chi bộ, rất vinh dự cho chi bộ trung học cơ sở hôm nay, đặc biệt là trong buổi lễ kết nạp đảng hôm nay, được đón tiếp đồng chí Phạm Xuân Tô, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí nên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Khen thưởng, tức là được ghi nhận bằng giấy khen, chứ chúng ta không thể đánh giá
mà đồng chí này là rất là tích cực tham gia các phong trào hoạt động của đoàn của hội, rồi là có những thành tích trong giảng dạy học tập nhưng không được ghi nhận bằng cái kết quả 2 năm bằng giấy khen ví dụ như vậy thì cũng chưa được đánh giá, thì cái đó cũng chia sẻ với đồng chí để các đồng chí cũng nắm bắt được. Đấy là cái quy định cụ thể rõ hơn của huyện ủy Tứ Kỳ. Thế còn đối với các đồng chí, hai đồng chí được đảng viên kết nạp hôm nay thì về chi bộ đã làm các thủ tục đầy đủ và tổ chức buổi lễ hôm nay chúng tôi về dự rất phấn khởi vì các đồng chí rất bám các hướng dẫn của quy kiện thi hành điều lệ đảng, các quy trình hướng dẫn. Hai nữa là trong nội dung của các đồng chí về nhiệm vụ và quyền hạn của các đồng chí đảng viên thì đã được các đồng chí thay mặt cho chi ủy đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí và cũng nói rõ cái quyền của các đồng chí là đảng viên. Thì đối với các đồng chí đảng viên, hai đồng chí là đồng chí Quỳnh Anh và đồng chí Tuyến, theo quy định chung là hôm nay chúng ta được kết nạp vào đảng thì chúng ta có 12 tháng dự bị. Thì sau ngày 9 tháng 9 năm 2022 thì các đồng chí sau cái ngày kết nạp hôm nay là các đồng chí đủ 12 tháng thì chi bộ sẽ căn cứ vào cái sự phấn đấu của rèn luyện của hai đồng chí trong một năm và sự giúp đỡ của hai đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ. Vừa rồi đồng chí Khánh Duy cũng đã thay mặt chi ủy ra nhiệm vụ cho hai đồng chí để tiếp tục theo dõi giúp đỡ các đồng chí trong cái thời gian dự bị. Bởi vì các đồng chí hết tuổi đoàn, nếu mà các đồng chí tuổi đoàn thì theo quy định là một đồng chí đảng viên chính thức thôi và một tổ chức đoàn sẽ bồi dưỡng giúp đỡ các đồng chí. Nhưng đây các đồng chí hết tuổi đoàn thì là hai đảng viên. Thì cái quyền của các đồng chí thì có 4 quyền như đảng viên chính thức, nhưng các đồng chí dự bị thì không được cái quyền, tức là quyền biểu quyết, quyền ứng cử và quyền bầu cử. Tức là chỉ có các đồng chí đảng viên chính thức thì mới có được cái quyền đó, nhưng mà dự bị thì các đồng chí các quyền khác thì như các đồng chí đảng viên chính thức, nhưng có 3 cái quyền là quyền biểu quyết. Ví dụ như là trong hội nghị chúng ta biểu quyết nội dung gì chỉ có đồng chí chính thức được giơ tay biểu quyết thôi, hoặc là bỏ phiếu bầu các cơ quan lãnh đạo của đảng thôi, ví dụ thế. Và ví dụ như là ứng cử vào ví dụ chi ủy chi bộ hoặc là ứng cử vào cái nội dung gì của đảng thì các đồng chí chưa phải chính thức thì cho quyền đó, thì này nói rõ thêm để cho các đồng chí nắm bắt được. Thế và sau cái buổi lễ kết nạp hôm nay thì hai đồng chí đảng viên mới thì cái điều kiện ngoài cái sự phấn đấu, ngoài cái giúp đỡ của chi bộ của hai đồng chí đảng viên chính thức rồi thì các đồng chí phải tham gia cái lớp bồi dưỡng đảng viên mới thì có cái giấy chứng chỉ của trung tâm chính trị huyện, tức là cái đó mới là cũng nhầm là 10 ngày trước đây chúng tôi chỉ có 10 ngày. Thì mặc dù các đồng chí rất là tốt rồi mà các đồng chí sau hết 12 tháng rồi nhưng các đồng chí chưa có cái giấy này thì huyện ủy cũng không công nhận chính thức cho các đồng chí. Trước kia thì có một thời gian là huyện ủy cho đỡ, tức là vì điều kiện này điều kiện khác trong một năm các đồng chí chưa đi học cái lớp đảng viên mới này thì cho đỡ, cứ kết nạp cứ chuyển đảng chính thức cho các đồng chí đi rồi sau này có lớp thì các đồng chí đi học sau. Nhưng bây giờ thì cứ khi nào các đồng chí có cái giấy đó cộng với sự phấn đấu của các đồng chí trong chi bộ trong nhà trường thì chi bộ mới làm cái thủ tục đó. Chính vì vậy mà chi ủy chi bộ sẽ thường xuyên liên hệ và chúng tôi nhắc nhở chỗ văn phòng đảng ủy khi có lớp thì các sẽ cùng các đồng chí đi học, để tránh tình trạng một số các đồng chí ở hiện nay ở đảng bộ An Thanh, có đồng chí đặc biệt một số các đồng chí là bộ đội mà xuất ngũ trở về địa phương ấy, thì các đồng chí đi học nghề rất không ở nhà, cho nên là hết 12 tháng dự bị rồi nhưng không thể đảm nhiệm được, lý do là chưa qua cái lớp bồi dưỡng này, báo cáo các đồng chí vậy. Thế nhưng mà cũng báo cáo các đồng chí vì lý do này, vì lý do khác chi bộ mà xét chuyển đảm chậm các đồng chí, nhưng cái ngày các đồng chí không có vi phạm gì thì cái ngày vẫn được tính vào cái ngày chúng ta kết nạp này, ví dụ sau một năm 9 tháng 9 năm 2022. Trao đổi với các đồng chí để các đồng chí nắm bắt được như vậy. Thế và cái hội nghị hôm nay thì chúng tôi thấy là có cái này để cũng đóng góp các đồng chí đây, và chúng tôi thì thực sự hôm nay đến chúng tôi không có cái nói rất kỹ, nhưng
nhưng mà thường ấy chúng tôi vẫn chỉ đạo và theo các chi bộ là cũng phần đọc lời tuyên thệ, thì có bốn cái nội dung tuyên thệ cũng là bốn cái nhiệm vụ của các đồng chí đảng viên. Mỗi một đời tuyên thệ thì các đồng chí giơ tay phải lên xin thề, đến cái lời thứ bốn thì chúng ta mới ban là xin thề. Thế nhưng nay chúng tôi thấy là chúng ta hướng dẫn là các đồng chí đọc hết bốn lời chúng ta mới xin thề một lần, thì cái này từ sau các đồng chí nên hướng dẫn các đồng chí đảng viên mới và các đồng chí thực hiện cho nó đầy đủ chi tiết và nó cũng theo đúng cái hướng dẫn. Thì nói chung thì về dự buổi lễ hôm nay thì chúng tôi thấy là rất là mừng và phấn khởi trước cái sự bồi dưỡng và cũng quan tâm đến cái công tác phát triển đảng của chi bộ phòng đảng này. Xin được cùng chúc mừng chung vui với các đồng chí trong buổi lễ kết đảng và chúc cho phong trào của chi bộ của chúng ta trong thời gian tới có được nhiều những kết quả tốt hơn nữa để cùng góp phần với đảng bộ An Thanh xây dựng công tác xây dựng đảng được hoàn thành xuất sắc nhất. Xin được chúc các đồng chí và trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí trong chi bộ, vừa qua thì ban tổ chức cũng như hội nghị của chúng ta đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Tô, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư thường trực đảng ủy đã lên phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho các đồng chí. Đồng thời thì đồng chí cũng đã chỉ ra cho chi bộ chúng ta những cái ưu điểm cũng như là những cái còn hạn chế. Thay mặt cho chi ủy chi bộ thì chúng tôi xin được tiếp thu lĩnh hội các ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Xuân Tô và cũng chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa toàn thể các đồng chí, sau một thời gian làm việc khẩn trương, buổi lễ kết nạp đảng đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tới dự và góp phần vào thành công của buổi lễ. Buổi lễ kết nạp đảng viên mới kết thúc tại đây. Sau đây thì xin mời các quý vị đại biểu khách quý và các đồng chí đảng viên đứng dậy làm lễ chào cờ.